Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Union Ukraine, ngày 23 tháng 8, cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk ở Nga đang trở thành chủ đề tranh cãi trong nội bộ người dân Ukraine khi họ đối diện với nhiều thách thức cả trong và ngoài nước. Sau hơn 3 tuần, chiến dịch này đã mở rộng cuộc xung đột sang lãnh thổ Nga, mang lại hy vọng về một bước ngoặt trong cuộc chiến kéo dài suốt 3 năm. Tuy nhiên, cũng không có ít lo ngại về khả năng bảo vệ các vùng đất quan trọng của Ukraine, đặc biệt là Donbass. Một số người Ukraine đặt câu hỏi tại sao Kiev lại đang dành nhiều nguồn lực tại vùng biên giới Nga trong lúc quân Nga tiến nhanh về phía thành phố trọng yếu Pokrovsk ở Donetsk. Cuộc đột kích vào Kursk hôm 6 tháng 8 đã thổi lửa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, đảo ngược tình thế hơn 2 năm xung đột. Tuy nhiên, trong lúc đó, quân Nga tiếp tục giành được các phần lãnh thổ ở khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraine, cụ thể là quanh thành phố chiến lược Pokrovsk, khiến một số người Ukraine đặt câu hỏi tại sao Kiev lại dành nhiều nguồn lực như vậy để tấn công lãnh thổ Nga thay vì bảo vệ lãnh thổ chính mình. Với việc quyết định điều động lực lượng quân sự lớn vào chiến dịch Kursk, bao gồm cả các lữ đoàn tấn công cùng phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mục tiêu kiểm soát lãnh thổ Nga có thể tạo ra đòn bẩy mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai, nhưng đồng thời cũng đặt ra rủi ro khi để lộ yếu điểm ở những khu vực chiến lược của Ukraine như Pokrovsk. Pokrovsk không phải một thành phố lớn, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Ukraine do khả năng dễ dàng tiếp cận với các khu vực quân sự khác. Pokrovsk thuộc Donetsk nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông. Đường nối liền Pokrovsk với Kostiantynivka và tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine và cũng là tuyến đường sơ tán thương vong về Donetsk. Cho đến nay, Nga vẫn không chuyển hướng binh sĩ rời khỏi mũi tiến công chính ở miền đông Ukraine gần thành phố Pokrovsk, buộc ông Zelensky phải đưa ra lựa chọn khó khăn hoặc bám sát kế hoạch hiện diện và kiểm soát lãnh thổ biên giới của Nga, vốn có thể là con bài mặc cả mạnh mẽ cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai, hoặc rút quân để củng cố lực lượng bảo vệ một thành phố quan trọng bên trong Ukraine. Tại Pokrovsk, người dân đã vội vã rời đi sau yêu cầu sơ tán của giới chức Ukraine, trong khi lực lượng Nga tiến nhanh về thành phố trọng yếu này. Người dân Ukraine đã bày tỏ lo lắng cho những người lính vẫn đang bảo vệ tiền tuyến ở Donetsk, khi giờ đây họ được trang bị ít đạn dược hơn vì phần lớn nguồn lực đã dành cho cuộc tấn công ở Kursk. Trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch Kursk, người dân Ukraine đón nhận tin tức với sự phấn khởi khi quân đội tiến nhanh và bắt giữ hàng trăm tù binh Nga. Tuy nhiên, những thách thức về mặt xã hội và kinh tế do cuộc chiến kéo dài đã tạo ra sự căng thẳng trong lòng dân chúng. Sự mệt mỏi và thiếu tin tức tốt lành từ các mặt trận suốt năm qua đã khiến nhiều người cảm thấy bất an về khả năng duy trì cuộc chiến. Shevkin Musaeva, tổng biên tập tờ Pravda Ukraine, nhấn mạnh rằng có một sự mệt mỏi nhất định trước những tin tức từ mặt trận, cho thấy tác động tinh thần nghiêm trọng mà cuộc chiến đã gây ra cho người dân. Mặc dù chiến dịch Kursk được coi là một động thái quan trọng nhằm bảo vệ vùng Sumy của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, nhưng nhiều cư dân tại đây vẫn lo ngại rằng sự hiện diện quân sự gia tăng có thể dẫn đến các cuộc không kích mạnh mẽ hơn từ Moscow. Sự mơ hồ về mục tiêu cuối cùng của chiến dịch Kursk càng làm gia tăng lo lắng trong công chúng Ukraine, đặc biệt khi Nga tiếp tục gây sức ép ở các khu vực như Donbass. Việc Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo quân sự chưa đưa ra một thời hạn cụ thể cho chiến dịch và mục tiêu đàm phán với Nga khiến người dân lo lắng về khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình. Một số người Ukraine cảm thấy chiến dịch này dù mang lại hy vọng và tinh thần cho người dân, nhưng cũng có thể là một sự lãng phí nguồn lực khi quân đội Ukraine vẫn cần tiếp viện ở những vùng chiến lược như Donetsk và Kharkov. Sự phân vân này phản ánh những lo ngại sâu sắc về khả năng bảo vệ lãnh thổ và người dân trong bối cảnh cuộc chiến ngày càng trở nên căng thẳng và kéo dài. Những nỗ lực của Ukraine không chỉ dừng lại ở Kursk. Các đơn vị thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân ở khu vực Volgograd và nhiều địa điểm khác nhau trong một chiến dịch tấn công tầm xa nhằm phá hủy trang thiết bị quân sự của Nga. Những cuộc tấn công này đã trở thành một phần trong chiến lược tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm vào các sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng của Moscow. Tình hình hiện tại cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài tại Kursk, với mục tiêu không chỉ gây tổn thất cho Nga mà còn làm suy yếu khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự của Moscow trong khu vực. Trong một diễn biến đáng chú ý, hôm 22 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp qua video với sự tham dự của các thành viên chính phủ và lãnh đạo các vùng Belgorod, Bryansk, Kursk để thảo luận về tình hình ở ba vùng biên giới giáp Ukraine này. Tổng thống Putin cho biết Moscow sẽ hợp tác với chính quyền các địa phương, khu vực cũng như các cơ quan an ninh để đóng vai trò tích cực trong việc đạt được mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra.
Giao tranh ở vùng Kursk của Nga vẫn căng thẳng từ lúc Ukraine bất ngờ tập kích khu vực này. Hơn 130.000 người đã rời đi, nhưng khoảng 20.000 người dân vẫn tiếp tục ở lại bất chấp mối đe dọa. Về vấn đề này, Tổng thống Putin ủng hộ việc đưa ra chế độ thanh toán tự động với số tiền 15.000 rúp, tức 163 đô la Mỹ cho những cư dân tại Kursk rời khỏi vùng chiến sự. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, hôm 22 tháng 8, Điện Kremlin đang tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công tại Kursk. Cho đến nay, cách phản ứng của Điện Kremlin đối với việc lực lượng Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ vùng Kursk nhìn chung vẫn khá im ắng. Các nội dung được đề cập trên truyền hình nhà nước Nga chủ yếu tập trung vào góc độ nhân đạo, những người di tản khỏi Kursk và những tình nguyện viên giúp đỡ họ. Tại Moscow, cơn sốc đi qua nhanh chóng. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng nhận định rằng, đối với Nga, việc chiếm lại toàn bộ khu vực Kursk dường như không phải là ưu tiên hàng đầu so với mục tiêu chiến lược quan trọng hơn là tiến xa hơn vào tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Theo Tatiana Stanovaya, nhà nghiên cứu tại trung tâm Carnegie Russia Eurasia, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không quá lo lắng về tình hình ở Kursk, cho rằng cuộc tấn công của Ukraine tại đây có ít tác động đến tính toán chiến lược rộng hơn của Điện Kremlin. Các chuyên gia cho rằng Nga vẫn đang cân nhắc phản ứng. Về mặt quân sự, Nga hiện có ít lựa chọn ở vùng Kursk. Nhà phân tích Tatiana Stanovaya tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế lưu ý, Tổng thống Putin sẽ không ra lệnh ném bom vùng Kursk như ông đã làm ở Bakhmut, thành phố ở đông Ukraine. Giới chức Ukraine hy vọng chiến dịch xâm nhập bất ngờ vào vùng Kursk của Nga sẽ làm xoay chuyển cục diện cuộc chiến và buộc Nga phải đàm phán theo các điều khoản của riêng chúng tôi. Bà Stanovaya cho rằng, không rõ lực lượng Ukraine có thể cầm cự được trong bao lâu, nhưng có khả năng là trong nhiều tháng. Còn ông Alexander Gapuev, giám đốc Trung tâm Á-Âu về Nga thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định Nga có cơ hội giành lại các phần lãnh thổ biên giới nhưng sẽ mất thời gian. Ông Gapuev cảnh báo, sớm muộn gì thì chúng ta cũng biết ông Putin sẽ đáp trả như thế nào. Trong khi đó, bình luận về các phản ứng của Nga trong thời gian tới, đại sứ Anatoly Antonov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra quyết định. Ông Antonov hoàn toàn tin tưởng rằng những người liên quan sẽ bị đáp trả mạnh mẽ vì những gì đã xảy ra ở Kursk. Kiev cho biết có ý định tạo ra một vùng đệm thông qua cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Kế hoạch này cũng đã được Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh xác nhận. Tuy nhiên, ông Antonov nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ thất bại trong việc thiết lập vùng đệm này. Điều này là không thể, sẽ không có vùng đệm nào trên lãnh thổ Nga. Ông cũng cho rằng Washington có thể chấm dứt cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk chỉ bằng một cái búng tay, nhưng rõ ràng họ không coi động thái như vậy là thuận lợi hay cần thiết. Quan chức Nga lưu ý, tôi tin rằng Kiev sẽ không làm việc đó nếu không có sự thông qua của các nước phương Tây. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị đừng quên để lại phía dưới phần bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.